72. Phần là phần 72. Ở xã Tông Công Mường, Tông Lạnh. Ờ, xã Tông Lạnh. Xã Tông Lạnh. Công Mường, Tông Lạnh. Xã Tông Lạnh, huyện Thần Châu, tỉnh Sơn La, trên quốc lộ 6. Tên kỳ quá, Tông Lạnh. Còn Cuông Mường chứ không phải là Công Mường. Cuông. Công, Công. Nè, trên cái bảng để Cuông Mường. Công. Hôm qua tới đây là Cuông Mường. U O N U N cộng Cuông. Qua thấy đây mình thấy để chữ Cuông Mường. Xã Tông Lạnh được rồi. Còn kia thơm sớm. Đây thôn 3 Tông Lạnh. Đây xã Tông Lạnh là được rồi. Đây cả phường xã. Trung tâm xã Tông Lạnh, huyện Thần Châu. Còn thôn mà chạy chút qua thôn khác. Sơn La đi thẳng Quỳnh Nhai rẽ trái. Tông Lạnh chứ không phải Tông Lạnh à. Tôi gần nghĩa mà. Tôi Tông Lạnh hay Tông Lạnh, ở đây là trường Tông Lạnh. Đây là Lạnh. Ờ. Lạnh. Tông Lạnh. Bên đây Lạnh nè. Bên đây Lạnh nè, chỗ Lạnh, ờ, chỗ Lạnh. Chỗ Lạnh. Trường là trường Tông Lạnh. Đây chữ Lạnh nè, bên đây mình Lạnh. Mình không biết. Nè, đây mình đọc lạnh chữ lạnh là Tông Lạnh hết. Tông mà lạnh. Trường là trường Tông Lạnh. Đây cũng Tông Lạnh luôn nè. Đây có Tông Lạnh nữa nha, Tông Lạnh nè, để hai ba chữ là sao? Cứ Tông Lạnh được rồi, trên bản hiệu Tông Lạnh, Tông Lạnh. Đang đi về hướng thành phố Sơn La. Vợ chồng mình đang lang thang ở xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu. Đây thì Tông Lạnh, không mấy bản mới thì Tông Lạnh. Tỉnh Sơn La. Cũ thì Lạnh. Có thể điện Sơn La bao la luôn. Xong mình đi ra tỉnh Hòa Bình. Có thủy điện Hòa Bình. Đây hết tất cả các lệnh cấm, nhưng mà cũng chạy 50 thôi. Không có sợ bắn tốc độ. Tông Lạnh tên lệnh như u tùm lum. Tông Lạnh. Tên Tông Lạnh. Đâu chỉ Lạnh, đâu chỉ Lạnh. Thấy Tông Lạnh nhiều hơn Tông Lạnh. À. Nhưng mà trường là trường Tông Lạnh nha. Đây có cháu Lộc. Thôn Tông Lạnh. Xã Tông Lạnh. Thôn 1 rồi. Hết khu dân cư. Lạnh gì không? No chưa? Thôi no rồi. Ghét nữa không? Hết đèo giáp rồi, mất lộ đoạn này nhỏ. Tông Lạnh, Tông Lạnh tên gì? Tông Lạnh. Tông Lạnh. Tông Lạnh. Nước sạch là tài nguyên quý giá nên ở đây nước đá mắc lắm.
Để nước sạch là tài nguyên quý giá. Bún phở lẩu nước. Lẩu lẩu nướng là lẩu gì? Nướng mà bỏ vô lẩu. Bún phở lẩu bún nước. Đây là chuồng bún nước. Bún nước là lẩu nướng. Lẩu là phải cái, còn như món lẩu là món nướng là khác. Rổ nhựa rồi bắt hai sợi dây vào đeo chứ. Đồi núi đẹp cực kỳ. Đi thẳng quá non thôi, cái non cái non quá bông đang ra. Quả hồng cái trái chín nó màu đỏ nha anh, rồi không phải mất mật đâu à. Cái lá này nó non hơn, nó xanh lại hơn. Em thấy cái trái nó chín màu đỏ. Ủa cái gì ta, nó không có trái dâu rồi đó. Không, đây trái dâu nó màu đỏ, mình chỉ màu vàng màu xanh thôi, thấy có màu đỏ. Và có 5.000 một ký lô dấu màu đỏ. Bữa mùng 5 tháng 5 là 40.000 ký, bình thường nó 30.000. Lên đèo mình kiếm chỗ mình dừng xe cho nó thở. Để đèo về lên tới đỉnh mới thấy chữ. Google vẫn để là 6 quốc lộ 6. Cây đào trồng quá chừng. Cây đào trồng hình như nó nắng, nó không có tứ, nó chịu nắng này sao. Mình thấy cần cỏ nữa ra để đào trên đẻ trên đẻ. À còn khó ở là tới đào. Cây đào lên đó. Nên cần cỏ, cần cỏ bây giờ tự nhiên trái. Thôi trái này trái gì màu xanh chín màu đỏ. Trái thắt cái cỏ
tiền mua mấy xe kia. Và mình xin kết thúc. Đây là xã Tông Lạnh, huyện Thuận Giao, tỉnh Sơn La. Huyện Thuận Châu, quên hoài. Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Và mình tiếp tục cuộc hành trình. Hết liền thấy không? Này lấy vô trong thấy không? Ừ, lạnh đây. Tắt cái này nè, mới tắt gió nè. Không bên là nó rung, nó sẽ rung. Tắt gió, mở gió không, nó không rung. Rồi tiếp tục các bạn. Xe gặp sự cố về máy lạnh. Nóng, nhưng mà gió hoài cũng mát vậy. Được. Mở máy lạnh, xe rung dữ lắm. Mà leo dốc nó cũng rung, chứ không phải lạnh không. Nghi cục gắt máy nó rung thì sao. Rồi, mở số 2 thôi, leo dốc thôi. Đây là quốc lộ 6 hướng về Hòa Bình. Từ Sơn La hướng về Hòa Bình. Đây chuẩn bị vô thành phố Sơn La. Xe mình đang gặp sự cố về máy lạnh. Mở máy lạnh lên chiếc xe nó rần. Nghi với cục các chân máy nó lên tải rần. Hoặc là mặt đạn có mấy cái đầu. Không chạy im mà có hồi nó cũng rần nữa. Không, mở máy lạnh rồi khi có hồi cũng rần. Dòng đất nước mà mình đi chữ U, còn Hà Nội là cái nhân đi chữ U biết đâu nên mình muốn vô trong Hà Nội là xa lắm. Mình đi đường quốc lộ 14 mà đi trên núi giáp ranh với nước bạn Lào. Ở đây mà thấy để dùng dùng biên giới là giáp với Lào với hết Trung Quốc à. Chữ U biết bên đây giáp là giáp Trung Quốc, hết Trung Quốc là chỉ giáp Lào thôi. Đi là hết vòng bìa luôn. Hết vòng tròn của đất nước, 6.000 cây số. Đi khoảng 6.000 cây. Giáp một vòng. Và tới chết không biết có thời gian để đi một vòng nữa không. Già quá đi không nổi. Nay 53 tuổi rồi, đi muốn bết lết. Đi nghỉ liên tục lên đèo, cứ nằm dọc đường ngủ, ngủ vậy đi nữa. Nghỉ ngủ liên tục bị đèo nó sai đèo. Người ta sai đường, mình chạy đường thời trường bao nhiêu cũng được. Mà đi đèo hoặc dài cua là bắt đầu nó mắc lim dim. Nên dọc đường thì cũng có nhiều xe tải, ta ghé vô lề đường, ta nằm, ta nghỉ. Các bạn ngủ chừng 5-10 phút à. Mắt mở lên, nhắm mắt 5-10 phút rồi chạy tiếp. Mà nó hoặc chừng chục hay chục khúc cua, cái mắt mở không lên nữa. Để biết mốt mà bạn ủng hộ đi, mua xe mới đi, để đi xe cũ này hư hoài. Nhớ bạn xem đăng ký ủng hộ thì mua xe mới đi, đi lần nữa. Xe cũ này đi lớp nào vỏ lớp nào ui nhiều quá.
gió là bị quay. Mình nói đinh mà không bị mới lạ. Đi nè, bữa kia thì thắng 5 năm rồi, cũ quá. Ở xe gầm cao chút, bạn ủng hộ đi. Dùng cao, gầm cao đi, nhìn núi. Lên sau chút nữa, còn xe này gầm tháp, mình đâu dám đi xa, đi dùng núi. Ủng hộ kênh mình đi. Đăng ký, xem, like. Đừng có, mình có tinh thần, mình đổi xe mất rồi mình đi miền núi nữa. Cây mà giờ còn ủa 360 cây chứ bây giờ còn 218 cây, như 220 đi được 140 rồi, 140 trên 360 nó phải 180 kìa nó mới được nữa được. Đó là cái dự định thôi, đi hôm tới thì từ từ ngủ thị trấn gần, còn ngủ ở Sơn La này thì sớm lắm. Trời không mưa tranh thủ mình đi luôn, đi trên quốc lộ 6 này, hết quốc lộ 6 luôn, đụng đường Hồ Chí Minh, từ đường Hồ Minh mình chạy có đoạn nó không có thì mình ra quốc lộ 1. Bản Lầm đến trái cái đường quốc lộ rồi. Rồi ở đây là ngã ba chợ xã Mỏi, xã Nội, Mỏi Nội Mỏi Mỏi Nội Mỏi Mũi Mỏi Mũi Nội nè. Và mình Nội chứ Nội đâu, cái nào. Và mình kết thúc ở xã Mũi Nội, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La các bạn.